Và thí sinh tiếp, tiếp theo đó chính là Nguyễn Thắng. Mình cảm thấy có đôi chút thất vọng về bản thân. Mình vẫn không thể kiềm hãm một cách dứt khoát toàn bộ cái cơn thèm ăn của mình. Giá mà lúc đấy mình kìm hãm được thì có lẽ là ngày hôm sau mình sẽ không phải chạy thêm 10 phút. Mình rất là sợ những bài tập về bụng. Mỗi lần gặp bụng là cái bụng mình nó cứ co thắt lại, làm mình rất là khó thở. Tuy nhiên qua được 3 tuần thì mình cảm thấy là các cơ của mình đã bắt đầu quen rồi, đã bắt đầu biết siết cơ lại để cho cơ gồng lên, đốt nhiều năng lượng hơn. Từ trước đến giờ thì mình chưa bao giờ được tiếp xúc với thể loại nhạc kịch. Và mình thấy khó khăn nhất trong cái thể loại này ở cái khuôn mặt diễn, vì cái khuôn mặt của mình diễn không được sâu lắm. Bạn nhảy của mình, chị Ngọc Anh, đã phải chỉ đi chỉ lại rất là nhiều lần. Mình sẽ được hóa thân vào một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này đẹp trai như thế nào, xuất sắc như thế nào, thú vị như thế nào. Xin mời các bạn hãy đón xem tiết mục biểu diễn của mình. If I were a human being, I'd head straight for New Orleans. And I'd blow this horn so hot and strong like no one they've ever seen. You heard of Louis Armstrong, Mr. Sidney Bechet. All those boys gonna step aside when they hear this old X-Gator play. Listen. When I'm human, as I hope to be, I'm gonna blow this horn till the cows come home and everyone's gonna bow down to me. Thank you, thank you. I'm thinking I love you too, baby. Your modesty becomes you and your sense of responsibility. I've worked hard for everything I've got, and that's the way it's supposed to be. When I'm a human being, at least I'll act like one. If you do your best each and every day, things are sure to come your way. What you give is what you get. My dad said that and I'll never forget. And I commend it to you. Và Ngọc Anh, các bạn đã khiến cho ban giám khảo và quý vị khán giả hoàn toàn thuyết phục. Chắc chắn là họ sẽ có những nhận xét rất đặc biệt. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đúng là như lời quảng cáo của hai MC, một tiết mục bùng nổ và gây phấn khích rất là nhiều. Thứ nhất là âm nhạc rất là tốt và đúng với tinh thần và tiêu chí và chủ đề của tuần này là nhạc kịch. Và các động tác hoàn toàn phù hợp và nó xứng với cái tiết tấu cũng như là cái giai điệu của bài hát này. Các bạn ơi, các bạn khiến cho tôi đang có cảm giác như đang xem một tiết mục tuyệt vời của Disneyland. Nó không có một chút gì gượng gạo hoặc là phải cố gắng cả. Nghe cái động tác mà cầm một tay công chúa để mà bay qua bên góc kia, xong rồi về đây công chúa cũng sẵn sàng phóng một cái khoảng không rất lớn để kết một cái ao hoàn hảo như thế. Rất tuyệt vời. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời anh Trần Huy ạ. Thắng, em đang khỏe hơn và mạnh hơn tại cái sự điều khiển bạn Ngọc Anh. Em làm rất là mượt và em làm cho cái động tác nhìn đẹp hơn. Tụi em làm rất là hay. Và giống anh Đàm Vĩnh Hưng cũng nói là đúng là nhạc kịch. Tại lúc tụi em đang nhảy với nhau, cười tươi với nhau, diễn với nhau và cũng có mấy cái phần hát. Bình thường chừng nào anh xem mấy cái bài nhảy, anh không kích thích mấy cái phần hát, chừng nào mình hát theo cái bài đó. Nhưng mà trong nhạc kịch và Broadway nó rất là hợp lý. Chỉ muốn nhắc Thắng một tí xíu về cái phần chân nhá. Tại cái động tác tụi em làm nó rất là nhanh và tưng 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 đó, thì em phải nhanh hơn một tí xíu nữa với cái phần chân của em, đá mạnh hơn. Tại lúc nãy cái cơ thể của em nó hơi đều 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 nhá, thì em phải đá và theo cảm nhận theo cái nhạc rất là vui và nó cũng lên xuống đúng. Anh nghĩ là cái cách nhảy em là dân khiêu vũ và dance sport thì cái nhạc cái thể loại nhảy xuất tê này đó không làm khó em, mà tại sao em lại bị để dành không biết khi nào mới thể hiện hoặc là uổng phí đúng không? Dạ đúng rồi anh. Thì lần sau cho nó just tưng hơn một chút. Dạ. Vâng. Xin cảm ơn những nhận xét của giám khảo. Và còn một giám khảo cuối cùng đó chính là anh Hoài Linh ạ. Một cái bài nhảy sôi động,
Chỉ có riêng Nguyễn Thắng có chệch choạc cái bước nhảy như là anh Huy nói ở đây. Con chỉ có cái là con chưa thể hiện hết cái mức bung của cái bước chân con thôi. Để tổng thể về cái bài, hai người đã làm rất tốt, một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo. Tôi thích cái khúc kết quá trời quá đất rồi. Nó dễ thương mà nó... Em cũng muốn xem lại cái đó lắm. Bay lại cái động tác một tay đi, thích lắm. And kết. Kết luôn. Cái kết nè. 1, 6, 7, xin cảm ơn ban giám khảo. Hãy cho điểm. Xin mời anh John Huy Trần. Thì anh rất thích cái bài này, nhưng mà anh cần nó đã hơn một tí xíu. Một tí xíu nữa nha. Nhưng mà anh chấm bài này 7 điểm. Xin cảm ơn anh. Tôi thì cho 8 điểm. Yeah. 8 điểm. Anh làm Bình Hưng ạ. Tôi không có một cái gì để chê hết. Nên là 8 điểm luôn. Xin cảm ơn ạ. Điểm trung bình của giám khảo dành cho bạn là 7,7 điểm. Chúc mừng. Và xin mời bạn khám phá cân nặng của mình. Xin cảm ơn Ngọc Anh. Cân nặng cũ 88,9 cân. Cân nặng mới 86,1, giảm 2,8 cân, tương đương 3,1%. Và tổng điểm là 10,8 điểm. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta còn 4 thí sinh nữa. Ai sẽ là người bước ra đây? Họ đang rất hồi hộp. Chúng ta sẽ cùng trở lại sau vài phút.